Hoan hỷ chào mừng quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được cuộc sống giàu sang, đủ đầy, việc gì cũng thuận lợi, thuận buồm xuôi gió, có thể làm nên sự nghiệp hiển hách. Nhiều vận may bất ngờ ập tới, trúng số giàu to, đổi đời như ý. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Dòng đời thật lắm gian nan, chịu bao khổ cực vô vàn đắng cay, cũng vì tay trắng bàn tay nên ta đành phải làm ngày làm đêm. Có những thứ tưởng chừng như đơn giản mà bạc tiền muôn vạn chẳng thể mua, nhưng có thứ người nghèo khó lại thừa, chỉ tiếc rằng cuộc đời chưa bằng phẳng. Nên mỗi người có bầu trời khoảng lặng, cuộc đời này ai đặng hết được đâu, kẻ trắng tay mong hai chữ sang giàu, người cao sang phải nào đâu mãi mãi. Hé lộ tử vi chuẩn xác gây chấn động tuổi Bính Ngọ 1966, tháng 6, tháng 7 và tháng 8 âm lịch, nghe được ý trời, bỗng phất lên giàu hơn chúng số độc đắc, tiền vàng ngập mặt. Quý vị thân mến, trong cuộc sống ai cũng mong rằng mình và gia đình sẽ gặp được nhiều điều tốt đẹp. Vào mỗi dịp đầu năm, đầu tháng, mọi người đều biết rằng, dù mỗi người mỗi số mệnh, nhưng họ vẫn muốn mưu cầu sự sung túc và đủ đầy. Chính vì vậy họ luôn không ngừng nỗ lực tìm kiếm cơ hội tốt để xây dựng cuộc sống viên mãn. Trong năm Giáp Thìn 2024 này, có nhiều con giáp được trời ban nhiều phước lành. Cuộc sống của họ nếu như không giàu có như bao người, thì ít nhất cũng giải quyết được những khó khăn đang tồn đọng. Tử vi học có nói, chỉ cần tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 nắm chắc ba bí mật này, thì tháng 6, tháng 7 và tháng 8 âm lịch tới đây, cô bác sẽ khổ tận cam lai. Cuộc sống sẽ được cải thiện đáng kể, vận may bất ngờ lội ngược dòng, được thần tài và quý nhân phù trợ, càng làm việc càng có được cơ hội làm giàu. Vậy, vận trình của bản mệnh sẽ diễn biến ra sao? Ba bí mật đó là gì? Thì quý vị hãy cùng theo dõi luận giải ngay sau đây nhé! Tuổi Bính Ngọ được coi là con giáp du mục trong 12 con giáp, người sinh tuổi Bính Ngọ luôn tới lui từ chỗ này sang chỗ khác, nhảy từ dự án này sang dự án nọ, chương trình này sang chương trình khác. Họ là người ưa thích sự đổi mới, ham hoạt động, thích độc lập, khó thích ứng với công việc có đặc tính cố định và nhàm chán. Người sinh năm Bính Ngọ rộng rãi, hào phóng, mẫn tiệp, trang điểm hợp thời, giỏi đối đáp ngoại giao, sự quan sát tốt, đầu óc nhanh nhẹn, cởi mở dí dỏm, lý thú thích tự do đi đây đi đó, không chịu sự ràng buộc vào bất cứ cái gì, thích làm việc theo sở thích, hay thay đổi, dễ đam mê và cũng mau chán, tính khí nóng nảy khi bị chọc tức thì lửa giận bừng bừng, song cũng hết giận rất nhanh. Những người có cung mệnh này thường khá bốc đồng, họ không chịu nổi những gì tẻ nhạt dập khuôn, họ có khuynh hướng rất thích đi xa và không dừng ở đâu lâu được. Người tuổi Bính Ngọ ưa hoạt động, họ làm việc không mệt mỏi để hoàn thành công việc, nhưng đó phải là thời hạn do chính họ đặt ra. Người tuổi Bính Ngọ có biệt tài tính toán nhanh như chớp, có thể phân tích tình huống và con người trong nháy mắt, nhưng đôi khi lại quá nhanh nên đã hành động trước khi nhìn thấy toàn bộ vấn đề. Có khả năng đảm nhận nhiều việc cùng một lúc, họ thường xuyên bận rộn và thích được thử sức mình, vì thế họ có thể bị kiệt quệ sức lực tinh thần lẫn thể xác. Người tuổi Bính Ngọ có tham vọng và tự tin vào khả năng, riêng họ chẳng mảy may quan tâm xem người khác nghĩ gì và giỏi tránh né vấn đề, đôi khi họ kém kiên nhẫn và dễ nổi nóng. Dù rằng họ chẳng mấy khi thù oán ai, cá tính xúc động sẽ thiếu những suy nghĩ chín chắn, nên hay bỏ lỡ những cơ hội tốt, trời sinh ra họ có cá tính đa biến. Nhất là họ lại có đặc điểm thích mới nới cũ, họ thường tỏ ra hiếu kỳ mãnh liệt trước bất kỳ công việc mới mẻ nào, giải thích những công việc đơn điệu ít thay đổi, do cá tính thẳng thắn. Nên có chuyện gì người tuổi Bính Ngọ thường hay bộc lộ ngay, họ không thích những ai tính tình thăng trầm, lắm mưu mẹo, họ thích sống vui vẻ lạc quan yêu đời, có chí tiến thủ hết mình. Trong công việc nhiệt tình, thân ái trong quan hệ, ở họ luôn bùng lên một sức sống tươi trẻ, khiến người xung quanh cảm thấy thoải mái, họ cũng là người có lòng chính nghĩa, yêu ghét rõ ràng, thông minh lanh lợi, phản ứng nhanh, có giác quan thứ 6 nhạy bén, vui vẻ hòa đồng,
Họ luôn được nhiều người yêu mến và có nhiều bạn tốt. Quý vị thân mến, Tân Ngạo khí ngất trời, một mỹ nhân xinh đẹp diễm lệ trở thành ông lão, bà lão, tóc bạc lưng còng, cho dù bạn từng một thời oai nghiệt hoặc đạm bạc thanh cao, dù ra sao tất cả đều đã ra đi, đoạn đường nhân sinh kế tiếp, bạn đã chuẩn bị sẵn sàng khi bước qua tuổi 57 và trải qua nửa cuộc đời dài. Với nhiều khó khăn và vất vả, lúc này mọi thứ cũng trở nên vô nghĩa và thứ mà con người cần trân trọng nhất chỉ có chính bản thân mình. Tuổi 57 là lúc mà chúng ta cần phải nhìn nhận lại chính mình, xem xét lại bản thân đang có hay đã đánh mất những thứ gì. Người 57 tuổi thông tỏ mọi chuyện, từng bước qua núi cao biển rộng, từng gặp nơi giang hồ hiểm hóc, thật thật giả giả, tốt và xấu. Bính ngọ ngọt bùi đắng cay, thiện và ác họ đã đều kinh qua, đều đã từng nếm trải, dẫu thành công hay thất bại, dẫu sướng vui hay đau khổ. Tất cả đều in hẳn trong tim bao trải nghiệm, nên yêu gì ghét gì, nên làm gì, không làm gì, họ đều đã có đáp án cho riêng mình. Người 57 tuổi tâm đủ tĩnh, trí đủ sâu, lòng đủ lắng đọng, nếu khi xưa nông nổi và nhẹ dạ, thì chỉ khi đến tuổi 57 mới thực sự hiểu ra ý nghĩa của sinh mệnh là gì, đơn giản là bởi tâm của người 57 tuổi đã bao la hơn, đã từng tranh giành, đã từng nỗ lực, đã từng đắc ý, cũng từng thất vọng, nhưng những gì cần có đều đã có, những gì không có cũng chẳng tư tưởng hão huyền, mọi thứ đều quá quen thuộc, hào khí năm xưa, nay lại trở thành sự khoan dung, sự gai góc khi xưa, nay đã trở nên trơn nhẵn, sự tranh đoạt khi xưa, nay lại trở thành giây phút thành thơi. Người 57 tuổi làm việc hay làm người đều khiến người khác yên lòng, không còn bị ràng buộc bởi những việc lặt vặt trong gia đình, nên họ có thể chuyên tâm làm những điều mình thích. Bởi họ đã làm việc nửa cuộc đời, nên giờ đây mọi thứ đều trở nên đơn giản dễ dàng, cộng thêm sự chăm chỉ, nên chẳng thể sai lạc. Cái tuổi 57 ấy không quá gần, mà cũng chẳng xa xôi, không còn trẻ trung, mà vẫn giữ được nét mặn mà. Quả thật là độ tuổi viên mãn tròn đầy, là độ tuổi đẹp nhất của một người phụ nữ. Khi người phụ nữ 50 tuổi mỉm cười, ở họ toát ra một phong thái thanh cao, vừa nữ tính thánh thiện, lại có nội tâm thật ôn hòa biết bao, có thể bước tới ngày hôm nay. Họ đã phải trải qua bao sóng gió và thử thách trong cuộc đời, đã có thể bình thản trước mệnh trời, đã có thể nhẫn nại trước sóng gió và đã có thể chấp nhận đắng cay mà yêu thương nhiều hơn. Nhiều người luôn muốn làm giàu chỉ sau một đêm, họ không chịu làm việc chăm chỉ, ngày ngày nghĩ đến chủ nghĩa cơ hội ăn may, thích đi con đường tắt. Kết quả là không những không giàu lên mà còn tiêu hết một nửa số tiền tiết kiệm cả đời vào đó. Những năm cuối đời, nếu bạn vẫn không có khái niệm tiết kiệm tiền, vẫn muốn tiêu xài hoang phí, thì một ngày nào đó bạn sẽ phải trả một cái giá không thể tưởng tượng nổi. Có rất nhiều người ngoài 57 tuổi vẫn ham làm giàu, quyết định mù quáng đầu tư và đánh bạc và cuối cùng mắc đống nợ. Phần còn lại của họ được định sẵn là đau khổ vì ngập lụt trong nợ nần, ảnh hưởng đến cả gia đình. Người khác đang tận hưởng cuộc sống, còn bạn thì đang cố gắng trả hết nợ, làm sao có thể hy vọng được tuổi già an nhiên hạnh phúc. Nếu suốt ngày cứ phải đau đầu vì tiền, cổ nhân đã có câu nói, 30 tuổi làm giàu, 40 tuổi kiên định, 50 tuổi chốt lại sự nghiệp cuộc đời, qua tuổi 60 học cách buông bỏ để tâm trí yên bình. Tuổi 57 là giai đoạn chúng ta đã phải có một cơ ngơi ổn định rồi, hãy dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và cha mẹ, đừng lo lắng về tương lai của con trẻ. Bọn chúng có lối sống riêng của mình, thay vào đó hãy chăm lo nhiều hơn cho người bạn đời của mình, vì họ sẽ là người mà bạn nắm tay đi đến cuối con đường. Lớn tuổi rồi thì nên nghỉ ngơi đi nhé, đừng ham làm quá mức nữa, giàu thì cũng đã giàu rồi, mà nghèo thì cũng đã nghèo rồi, tiền có mang theo được lúc chết đi đâu. Vậy, quý cô bác tuổi Bính Ngọ 1966, cô bác đang có cuộc sống như thế nào? Cô bác hãy chia sẻ cho Minh Đường Tử Vi cùng biết với nhé. Sau đây là vận trình tử vi chi tiết trong 2 tháng, tháng 6, tháng 7, tháng 8 âm lịch và cẩm nang vượng vận dành riêng cho tuổi Bính Ngọ 1966. Ở đầy đủ tất cả các phương diện cuộc sống, giúp bản mệnh có thể xua các tị hung, đón lành tránh dữ, hóa giải vận đen và đón may mắn về tay. Tử vi tháng 6, tháng 7 âm lịch. Xem tử vi tháng 6, tháng 7 của 12 con giáp âm lịch, phương diện sự nghiệp của tuổi Bính Ngọ có những thuận lợi và khó khăn nhất định khi bước sang tháng mới. Những tín hiệu tích cực đến với bạn sau một quá trình nỗ lực và theo chuyển mục tiêu bền bỉ, nhưng vận trình trong các tàng hung, bên cạnh đó vẫn còn những biến động khó lường mà bạn không thể chủ quan. Cụ thể, tháng này Bính Ngọ được nguyệt lệnh đế vượng phù trợ, quả là một sự hậu thuẫn không hề nhỏ, thêm tả phù các tinh nhập mệnh, thời gian này bạn còn có thể được quý nhân dìu dắt. Từng đường đi nước bước đều sẽ thêm phần chắc chắn, đầu óc mở mang, Bính Ngọ đưa ra nhiều ý tưởng mới, thời gian này bạn cũng khá xông xáo làm việc. Bằng hết khả năng, bạn cũng sẽ có những quyết định khá táo bạo,
nhưng hứa hẹn đưa sự nghiệp lên tầm cao mới. Đây có thể coi là một bước đi mạo hiểm của bạn. Nhưng bạn sẵn sàng đánh cược và chấp nhận đánh đổi để hướng tới những mục tiêu xa hơn. Thật may vì kết quả đạt được rất khả quan, ít nhất thì bước đầu đã chứng tỏ bạn đi đúng hướng. Các kế hoạch đề ra đều có khả năng được phê chuẩn để tiến hành ngay lập tức. Thông qua đó bạn sẽ nhận được nhiều lời khen ngợi và đánh giá cao. Hãy coi đó là nguồn động lực để tiến xa hơn nữa, chớ vội hài lòng với những thành công bước đầu này. Tuy nhiên, thiên cầu hung tinh rình rập cho thấy điềm báo có tiểu nhân núp lùm, thành công của bạn đang bị dòm ngó, rất có thể sẽ phải chịu những ấm ức bất công không ngờ tới. Dường như những bước tiến thuận lợi của bạn trong thời gian này vô tình bế bạn trở thành cái gai trong mắt những kẻ ganh ghét, bụng dạ hẹp hòi. Do đó bản mệnh làm gì cũng nên khiêm nhường, đừng thể hiện quá mức, rồi biến bản thân thành kẻ ngạo mạn khoe mẽ, tự mang họa vào thân. Nhìn chung, đây sẽ là một tháng mà cơ hội và thách thức luôn song hành với nhau, nếu đủ bản lĩnh vượt qua thì bạn sẽ gặt hái thành quả tương xứng. Tử vi tài lộc tháng 6 tháng 7 của tuổi Bính Ngọ cho thấy, con giáp này gặp những khó khăn nhất định trong việc kiếm tiền. Dù bạn vẫn có cơ hội làm giàu, nhưng nguy cơ mất tiền mất của cũng luôn hiện hữu. Tháng này Bính Ngọ bị kiếp tài cản trở, tiền của được nhiều mà mất cũng nhiều, lại thêm thiên cầu đe dọa, tiểu nhân thường xuyên quấy phá, hoặc giở trò cạnh tranh không lành mạnh. Nguyệt lệnh đế vượng xuất hiện, giúp việc buôn bán kinh doanh có lãi, thậm chí nhiều thời điểm lợi nhuận đổ về ào ào khiến bạn choáng ngợp. Tuy nhiên, cũng chính vì thế mà bạn có phần suy nghĩ quá mức, lý tưởng viển vông, nhất là khi thấy người khác kiếm tiền ngon ăn, bạn lập tức nhảy vào làm theo. Thiếu thực tế từ suy nghĩ cho đến cách làm, nên khả năng thất bại là khá cao. Làm giàu chưa bao giờ là việc dễ dàng, bạn nên thay đổi suy nghĩ của mình. Hãy cố gắng trang bị thêm kiến thức cho mình, đặc biệt là trong đầu tư kinh doanh, kinh nghiệm xương máu sẽ giúp bạn tránh rơi vào tình trạng có lỗi khó kiểm soát. Ngoài ra, tuổi Bính Ngọ cũng cần phải đề phòng kẻo dính dáng tới kiện cáo luật pháp. Trong khoảng thời gian này đừng tham lam lợi lộc, mà tìm cớ lách luật, khả năng bị tóm là khá lớn. Lúc đó người thì trong vòng lao lý, mà tiền bạc có kiếm được bao nhiêu cũng chẳng được mang theo. Sức khỏe của tuổi Bính Ngọ trong tháng này dù không quá xấu, nhưng cũng không tốt cho lắm, chủ yếu do bạn xuất hiện tình trạng lao lực bởi công việc bận rộn. Tháng này có nhiều việc phải làm, lại đặt nhiều kỳ vọng cho tương lai, nên áp lực tinh thần của Bính Ngọ khá lớn, khiến thể lực suy giảm. Do đó bạn cần có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn tinh thần, giữ tâm trạng vui tươi thì sức khỏe mới cải thiện được. Quý nhân, Mão, Hợi, tiểu nhân, Thìn, Tỵ, màu sắc may mắn, đỏ, nâu, con số may mắn, 89, 22, 03. Tử vi tháng 8 âm lịch. Theo dõi tử vi của 12 con giáp âm lịch, tuổi Bính Ngọ được dự báo sẽ phải chịu không ít áp lực, công việc trong tháng mới vận khí giảm sút mạnh, kéo theo đường công danh sự nghiệp có nhiều biến động bất lợi, nhiều hạng mục không được tiến hành theo dự kiến, hoặc có làm nhưng kết quả còn khiêm tốn. Do tương hại thái tuế ngáng trở, thêm nguyệt lệnh lâm tuyệt, áp lực công việc đè nặng lên vai tuổi này. Điềm báo tử vi cho thấy bạn sẽ luôn phải đề phòng cảnh giác với những kẻ tiểu nhân và đối thủ kế bên, đã vậy áp lực từ cấp trên liên tục gia tăng. Công sức bỏ ra có thể không đạt thành công như kỳ vọng, sự cạnh tranh đố kỵ trong môi trường làm việc cũng khiến con giáp này phải đau đầu, dù chỉ muốn yên phận làm tốt công việc và nhiệm vụ của mình. Nhưng bản mệnh thường phải đối mặt với những lời đâm thọc chọc ngoáy, mâu thuẫn nội bộ khối lượng công việc khá lớn, nếu không được những người xung quanh giúp đỡ, thì e rằng con giáp này khó có thể hoàn thành được công việc đúng như dự kiến. Tuy nhiên, tâm tính cao ngạo cũng khiến bạn khó mở lời nhờ vả ai đó. Nếu tự tin vào bản lĩnh của mình, bạn hoàn toàn có thể tự đảm nhận một mình mà không cần trông chờ vào một ai. Bên cạnh đó, tuổi Bính Ngọ cũng cần xông xáo và chủ động hơn trong mọi việc, đừng để phải đợi đến khi người khác giao phó chỉ bảo mới làm. Bởi như vậy thành công mà bạn có được mãi chỉ đứng sau người khác, sự chủ động tích cực cũng giúp cải thiện hình ảnh của bạn trong mắt cấp trên. Ngoài ra, cũng cần phải bình tĩnh để làm từng việc một, càng sốt ruột hoảng loạn thì càng dễ mắc sai lầm. Nhìn chung, đây là lúc bạn cần đầu tư nhiều thời gian và công sức hơn vào những việc mình đang làm nếu muốn nhận về thành quả tốt đẹp. Tuy nhiên bên trong thách thức lại vẫn có thể thấy có những cơ hội đang tiềm tàng, nhất là khi tháng này Bính Ngọ vẫn có sự hậu thuẫn của những cát tinh như Giải Thần và Tử Vi. Nếu có thể chăm chỉ nỗ lực nhiều hơn, dám suy nghĩ khác biệt để phá bỏ những điều lối mòn cũ kỹ, từ đó sẽ có thể tìm ra con đường mới đầy khả quan. Tình hình tài chính của tuổi Bính Ngọ có tăng, có giảm, vận trình tốt hay xấu chủ yếu vẫn phụ thuộc vào khả năng tích lũy và thói quen chi tiêu của bạn. Tháng này không phải Bính Ngọ không có cơ hội gia tăng thu nhập, sự xuất hiện của một số cát tinh như Thiên Tài và Giải Thần vẫn mang tới cho bạn các khoản thu bên lề. Tuy nhiên do vận khí ẩn tàng hung họa, khi nguyệt lệnh lâm tuyệt nên tiền bạc có đến,
nhưng rồi cũng sớm đi, bản mệnh sẽ phải rất vất vả để giữ được tiền trong tay. Với người làm công ăn lương, bạn hầu như không có khoản thu mới. Nếu biết tích góp và chi tiêu hợp lý, bạn vẫn có thể xoay sở ổn thỏa cho cuộc sống hàng ngày và thực hiện được các kế hoạch khác. Tuy nhiên, thời điểm này công việc cũng đang gặp nhiều khó khăn, những áp lực và mâu thuẫn gia tăng khiến cho con giáp này căng thẳng và khó có thể tập trung. Nếu để đầu óc sao nhãng, sẽ rất dễ mắc sai lầm để tuột mất cơ hội khỏi tay mình. Bạn nên tự chấn chỉnh bản thân, làm việc cẩn thận để không mất tiền do nguyên nhân chủ quan. Các khoản chi phí phát sinh nhiều trong khi doanh thu không tăng, hầu như chưa có lãi bạn, cần xem xét lại cách thức thực hiện sai chỗ nào cần sửa ngay. Có như vậy tình hình mới chuyển biến tốt, đầu tư tại thời điểm này thiếu may mắn, lãi ít lỗ nhiều, người tuổi Bính Ngọ nên hạn chế tiến hành ở quy mô lớn. Cần phân tích kỹ các nguồn tin, chủ động nắm bắt biến động thị trường, tránh bị kẻ xấu lợi dụng làm việc phi pháp hoặc tiền bạc, tiền của. Tử vi tháng mới nhận thấy, Bính Ngọ hỏa, gặp Sửu thổ hỏa, sinh xuất cho thổ nên bị suy yếu, khiến sức khỏe giảm sút nhiều phần, nguyên nhân chủ yếu cũng đến từ áp lực tinh thần. Bản mệnh phải lo nghĩ nhiều về công việc, cũng như đau đáu tìm cách kiếm tiền, tình cảm lại không như ý, nên tâm lý thường xuyên bị căng thẳng, ức chế, ảnh hưởng gián tiếp tới tình trạng sức khỏe. Bạn nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, thư giãn đầu óc, suy nghĩ tích cực hơn, để thấy cuộc sống không bế tắc quẩn quanh, chỉ khi nào tinh thần ổn định, lúc ấy sức khỏe của bản mệnh mới được cải thiện. Quý bản mệnh thân mến, theo lời Phật giáo, nếu Bồ Tát muốn đến được tịnh thổ, phải làm tịnh tâm này, tùy theo tâm tịnh thì Phật thổ tịnh, tịnh thổ, niết bàn, cực lạc. Thực sự không phải ở phương nào, cũng không phải quá xa xôi, mà chính là một tâm kiền tịnh sạch sẽ, cho nên tâm thanh tịnh là điều mà cả đời một người cần phải tu dưỡng. Tự bản thân mình nắm giữ cuộc đời cả mình, buồn vui hay đau khổ thực chất là do tự mình định đoạt, không ai ngăn cản bạn tiêu xài, thoải mái, cũng không ai ngăn cản bạn tự tại. Càng không có ai hạn chế được niềm hạnh phúc của bạn. Phật gia có một câu nói rất hay là không hướng ngoại, mà cầu hay ngoài tâm không có pháp, cho nên tiêu xài là ở tâm, tự tại là ở tâm, tự do là ở tâm, hạnh phúc cũng là ở tâm. Trong cuộc sống, có thể có những lúc chúng ta ở vào tình huống thân bất do kỷ, tức là chúng ta phải làm những việc mà trong lòng không mong muốn, nhưng ai có thể hạn chế được nội tâm của bạn đây? Trong lòng mình như thế nào chỉ có thể là do mình tự định đoạt mà thôi. Không nên duyên phận với một người nào đó, bỏ lỡ hay làm sai một việc nào đó vốn là sự tình bình thường trong đời. Không cần phải quá đau khổ và thẹn thùng như vậy đâu, khi đã qua đi rồi quay đầu nhìn lại mới thấy những người và sự việc ấy sớm đã tan vào những nếp nhăn của năm tháng rồi. Cuộc sống càng bình thản thì nội tâm sẽ càng sáng lạn, đâu cần phải phô trương, nội tâm an bình mới là an bình thực sự, hạnh phúc chính là sự bình an của thân thể và sự yên tĩnh của tâm hồn, sự an khang, khỏe đẹp của thân thể. Chính là niềm hạnh phúc trong thế tục, sự thanh thản, an hòa trong tâm linh, chính là chốn cực lạc. Vết thương có thể lành, nhưng vết sẹo thì mãi còn đó, và nó có thể khiến người ta đau là bởi vì chúng ta quá vỗ về, vuốt ve nó. Nếu ký ức làm động tình thì tất sẽ đau lòng, hết thảy những bi thương trong cuộc đời đều sẽ được lấp đi bởi thời gian. Đừng quá phiền muộn, oán giận, hối hận, quá khứ không bỏ đi thì tương lai sao có thể đến. Thật ra, cuộc sống này là của chúng ta, do chính chúng ta định đoạt nó. Chính bản thân chúng ta chọn lựa, không làm bạn với niềm vui, mà chỉ làm bạn với gánh nặng tinh thần. Chính bản thân ta lựa chọn gắn kết với nỗi buồn mà không can đảm nắm lấy niềm vui. Hạnh phúc đâu phải điều xa lạ, đôi khi chỉ cần liếc nhìn mọi thứ xung quanh cũng đủ bất giác để ta hé một nụ cười. Ranh giới giữa niềm vui và nỗi buồn thật ra rất mong manh, tiến lên một bước là niềm vui đón chờ, lùi lại một bước lại là cảm giác đau khổ bao trùm và nhấn chìm. Hạnh phúc hay đau khổ là do ta lựa chọn. Chính vì khó khăn nên bản thân ta mới trở nên quan trọng như thế. Chính vì có quá nhiều thứ chi phối nên những quyết định mới khó khăn đến như vậy. Và càng trưởng thành, chúng ta lại càng trở thành những con người khác. Dấu vết khắc nghiệt của cuộc đời bắt đầu khiến chúng ta phải khước từ ước mơ, ước từ những mong muốn của bản thân để ép mình mau lớn. Mỗi lần vấp ngã, trái tim lại chai sạn đi một ít. Mỗi lần tổn thương, bản thân lại tự động trở nên cứng rắn hơn. Mỗi lần đau khổ, tâm hồn lại khô khan và sợ yêu thương hơn, mọi sự lựa chọn cũng vì thế mà bắt đầu trở thành áp lực. Đá cẩm thạch như thế nào mới có thể biến thành pho tượng sinh động? Một nhà điêu khắc nói, rất đơn giản, chỉ cần chạm khảm hết đi những chi tiết không cần thiết là được. Đời người cũng giống như vậy, bỏ đi những thứ rườm rà phức tạp thì tự sẽ trở thành đơn giản, như thế sống mới được thản đãng. Cuộc đời mỗi người dài ngắn khác nhau, số phận mỗi người cũng vì thế mà tốt xấu cá biệt, nhưng hãy cứ mạnh mẽ mà tin rằng, phải nắm chắc trong tay vận mệnh của chính mình. Cuộc sống có thể vui vẻ, khổ đau, nhưng hãy để tự mình quyết định mang đến những điều chúng ta khao khát. Chỉ có như vậy,
mới có thể đặt chân đến bên cạnh vạch đích. Chỉ có như thế mới vượt qua vạch giới hạn cuộc đời. Quan trọng là chúng ta có thể vượt qua nổi những rào cản sinh ra từ chính bản thân mình hay không? Hay là lại chạy trốn, lại đi theo những lối mòn đã cũ, hoặc chỉ là ngại thay đổi, ngại khác người, ngại phải đối diện với kết quả, tương lai chính là những chạm đỗ. Sự lựa chọn của bạn chính là điểm dừng duy nhất không thể quay đầu, nếu không quyết đoán, chỉ có thể bỏ lỡ hoặc quanh quẩn trong hành trình của chính mình. Khi ấy, cuộc sống sẽ chỉ còn là bi kịch, một thân thể không đau, một tinh thần không loạn, hạnh phúc đích thực của con người chỉ có bấy nhiêu thôi. Vâng, quý vị thân mến, chương trình đến đây là hết. Chúc quý khán giả có một cuộc sống bình an, hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.